Như các bạn nhìn thấy, hiện tại Long đang edit bài so sánh là máy gì nhỉ? Oppo Find X6 Pro với X14 Pro Max. Vâng, thì trong khi đang chờ edit bài này thì tôi chuẩn bị quay bài thứ hai. Đây là một cuộc chiến để tìm ra ông vua điện thoại Android khi đây là chiếc Find X6 Pro và Galaxy S23 Ultra. Nhưng mà gọi là vua điện thoại Android thì cũng hơi khó. Mình đang còn Find X7 Pro, Mi 13 Pro là cái máy đang quay video này và có rất nhiều máy khác. Và các bạn đã nhìn thấy, đây là hình ảnh mà mình đã so sánh camera của Find X6 Pro và S23 Ultra khác nhau lắm. Không hiểu sao mà Samsung lại có thể be bét về chi tiết mất nhiều như thế này so với Oppo. Liệu camera của Oppo đã đủ cái tầm đánh bại Samsung rồi và flagship của Oppo đáng mua hơn so với Samsung thật không? Đây là một bài so sánh chi tiết cho anh em xem hai chiếc điện thoại này, đâu sẽ là chiếc flagship mà anh em yêu thích nhất. Cái đầu tiên là về thiết kế bên ngoài, thực sự là mỗi con thì có một cái vẻ đẹp riêng nên thành ra rất khó để trả lời. Thì mình sẽ để các bạn bình luận xem đâu là máy các bạn yêu thích nhất. Nếu mà hỏi Long ở đây thì cái thiết kế của hai con này em thích con nào nhất? Em nhắm mắt em cũng chọn Oppo Find X6 Pro. Tại sao? Tại vì nó mặt hơn dễ dàng. Bây giờ ở đây ai thích S23 Ultra hơn thì giơ tay. Nếu có thằng riêng công nghệ thì nó sẽ chọn con này. Thôi đi, thằng riêng công nghệ nó vẫn chọn Find X6 Pro. Và rõ ràng các bạn nhìn thấy là S23 Ultra nhiều người có thể không thích bởi vì hai lý do. Số 1 là nó nhàm chán, nó giống y hệt S22 Ultra. Số 2 là đây là một thiết kế rất an toàn, tức nghĩa là nó đã ổn định và đẹp rồi. Nhưng xét về sự ấn tượng và phá cách, nếu mà tôi đặt hai con này lên bàn, rõ ràng người ta sẽ hỏi ui, điện thoại gì đây? Bởi vì cụm camera của nó quá to. Và để giải thích tại sao nó to thì cũng đã nói rồi, vì đây là cảm biến 1 inch. Các bạn hãy nhìn như Vivo hay kể cả là Xiaomi 13 Pro đang quay clip này thì 1 inch của nó có kích thước rất lớn nên họ phải bố trí lại cái cụm camera. Còn của Samsung không theo trào lưu này. Thế thì cái chất lượng camera của nó có thực tế có đáng mua hay không? Đầu tiên là trong điều kiện đầy đủ sáng, thực ra hai con flagship thì chụp đều như nhau, đều ngon cả hết thôi. Và các bạn lưu ý, trong một số trường hợp S23 Ultra thậm chí là noise hơn so với lại Find X6 Pro khi mà mình zoom lại cận cảnh ở các cái tấm hình chụp 1x, chụp 3x hay kể cả là chụp 6x. Và HDR thì thực sự ra mà nói ở ống kính góc siêu rộng thì cái chiếc S23 Ultra tốt hơn so với chiếc Oppo Find X6 Pro một chút, nhưng mà nó không phải là quá khác biệt và nhiều. Và chụp thiếu sáng thì là một cái câu chuyện mà ở đây thì các bạn đã thấy là Oppo đem lại ta khả năng chụp thiếu sáng rất tốt, độ sáng của nó ấn tượng, nhưng mà cái cân bằng trắng của nó thì thiếu sự ổn định. Tức nghĩa là tấm trước thì có thể đang vàng nhưng ngay tấm sau thì chuyển sang cái tông màu xanh khi chụp cái nhà như thế này. Và Samsung đem lại sự ổn định hơn, còn mặc dù Oppo đã quảng cáo rằng là nó có một cái cảm biến ở đây sẽ giúp ta có thể đem lại cân bằng trắng mọi thứ một cách tốt nhất, một cảm biến rời luôn, nhưng kết quả thì nó không thực tế được như vậy. Và ngoài ra các bạn thấy là tấm chụp ở nhà bên biển này nếu tự động thì Oppo sáng hơn rõ so với chiếc Galaxy S23 Ultra. Tuy nhiên S23 Ultra lúc đó mình đã bật sang chế độ là chụp đêm thì câu chuyện lại khác. S23 Ultra lúc này kéo sáng lại rất ấn tượng. Nhưng các bạn hãy để ý, bức hình chúng ta không chỉ sáng, nhìn vào cái phần biển này đi. S23 Ultra đã vô tình làm bệt mọi thứ lại trông giống như một cái bức tranh sơn dầu, còn cái chiếc Oppo thì cái độ sáng vừa phải nhưng cũng đồng thời ta thấy những cái gợn sóng biển trông rất là chân thực. Một thí nghiệm rất vui đó là hôm trước mình đã có một video về việc là AI ghép hình khi zoom như thế nào và Oppo đã ghép rất bá đạo hơn cả Samsung như thế này. Nhưng hôm đó mình đi thì lại không có trăng tròn mà chỉ là trăng khuyết và kết quả Oppo lộ rõ điểm yếu của mình khi zoom của nó rất tệ. Samsung khi zoom ở cái khoảng cách này không cần AI thì vẫn nhìn thấy ít ra đây là một cái giống như là mặt trăng. Còn của Oppo giống như kiểu là một cái hình màu vàng, lưỡi liềm ở trên trời, thêm quả búa vào nữa thì anh em đuôi mắt luôn khi xem clip này. Đấy, thì đây là sự khác biệt, Samsung zoom thực tế vẫn rất là tốt. Tuy nhiên thì quay sang những cái zoom vừa thôi là khoảng 3x thì câu chuyện khác. Oppo ăn đứt S23 Ultra mấy tấm chụp 3x này như chụp cái thuyền đánh cá nha. Nó đem lại cái độ chi tiết này, màu sắc này, mọi thứ đều rất ổn. Nhưng cân bằng trắng lại không ổn khiến cho bức hình bị xanh lét, không đúng thực tế một chút nào cả. Và mình sẽ than phiền về vấn đề cân bằng trắng của Oppo trong nhiều lần nữa cơ. Chụp đêm của chúng ta hai máy đều thể hiện rất tốt, nhưng riêng về chụp bằng ống kính 3x thì Oppo là thể hiện ấn tượng hơn. Như quầy pha chế ở cái bức hình mà đèn phức tạp như thế này, chứ Oppo rất rõ, còn Samsung thì mờ. Nhờ cảm biến 1 inch nên chụp, các bạn thấy là cái bạn mình đang đứng ở phía trước cầm chính con S23 Ultra để chụp cái hình này. Và các bạn sẽ nhìn thấy là zoom lại thì Oppo có một cái tách phông nền ở phía sau rất mềm mại mà không cần bật chế độ chân dung xóa phông. Samsung thì không làm được như vậy và cái chi tiết của nó cũng ấn tượng. Các bạn đã nhìn thấy là khi mà bật chế độ chân dung thì thiếu sáng, Oppo chi tiết mặt người đẹp, căng đét khét lẹt. Còn S23 Ultra vừa mờ vừa noise. Còn khi mà mình chuyển sang chụp chế độ chân dung, tại vì trên hai máy sẽ có cả 1x và 3x thì tấm này là 3x, kết quả là Samsung mờ tịt, noise vỡ hạt của Oppo rất đẹp. Còn ám vàng nha, thì lúc con này ám vàng, lúc con kia ám vàng, nó rất là kiểu đổi qua lại.
Và không chỉ về ảnh, video thế luôn. Cái đoạn thì mình quay bằng Oppo thì ám vàng khè luôn. Cái lúc thì tự nhiên Samsung ám vàng khè. Nói chung là hai cái máy này nó cứ thi nhau qua lại. Và một lần nữa cái bể bơi của mình Oppo lại bị làm sai màu xanh, mà Samsung tái tạo lại cái màu xanh này rất là chuẩn chỉ, nó không bị sai lệch. Và các bạn đã thấy rằng là khi mà mình quay video ở ống kính 3x và các bạn đã thấy là khả năng khử noise của Oppo tốt quá, nó đẹp, nó không bị noise vỡ hạt như là trên Samsung Galaxy S23 Ultra. Có thể nói riêng về cái phần mà quay video thiếu sáng thì Find X6 Pro nếu mà quay zoom các bạn thì quá tốt, còn quay 1x thì cả hai con đều tuyệt vời, không có gì phải phàn nàn ở đây cả. Về camera, như vậy là Oppo đã cải thiện rất nhiều và thậm chí có những mặt còn hơn cả chiếc Galaxy S23 Ultra. Thế nhưng để gọi là chọn một chiếc camera đồng đều thì mình xin lỗi là mình vẫn muốn chọn S23 Ultra. Vì sao? Số 1 là chức năng quay video siêu chống rung, con này chỉ Full HD, con này nó quay được phân giải cao hơn. Số 2 là chế độ quay video xóa phông, con này cũng lại lần nữa lại Full HD, cùi vãi ạ. Còn con này cũng có được độ phân giải cao hơn. Và cái cuối cùng, camera selfie lại quay video Full HD. Còn của Samsung đã quay được 4K là còn cho phép chỉnh camera trước sau đổi liên tục quay 4K. Còn Oppo thì không làm được điều này. Thế nên tổng thể camera hài hòa thì Samsung vẫn làm tốt hơn. Chưa kể các bạn up story sống ảo mọi thứ thì con này cũng ngon hơn, vì Samsung đã làm việc với lại bên beta, có những ứng dụng như là Instagram hay Facebook. Đó, đấy là cái phần so sánh về camera của mình, thì anh em đã có cái câu trả lời rồi, được chưa? Còn bây giờ mình sẽ đi đến yếu tố khác nha. Về giá bán thì mình đã từng kể con này mình mua tầm khoảng 24, bây giờ thì nó mức giá chỉ tầm khoảng là 21 cho đến 22 anh em đã có thể mua. Còn giá bán đến 23 Ultra cũng qua các đợt điều chỉnh rồi, và bây giờ mức giá của nó hiện tại ở One Way hàng chính hãng thì các bạn đã thấy là rất là hợp lý để chúng ta có thể sở hữu được cái chiếc flagship này. Và ngoài ra còn có đại lễ siêu sale với rất nhiều sản phẩm sập giá sâu trong cái đợt dịp nghỉ lễ sắp tới này, anh em có thể truy cập vào link bên dưới tại One Way. Và chúng ta còn một chương trình thu cũ đổi mới trợ giá các bạn lên tới là 2,5 triệu đồng. Và anh em nào quan tâm thì có thể đến đây mua các sản phẩm chính hãng, kể cả Samsung hay là Apple. Đó, còn Oppo thì năm nay chỉ dành cho thị trường Trung Quốc mà thôi. Một trong những cái yếu tố mà mình còn đánh giá Oppo bá đạo và khó hiểu đến cái mức đó là thời lượng pin và cái hiệu năng con này mua bá khá vãi. Đây là cái bài test Genshin Impact mà phải tắt cái GOS ở trên S23 Ultra, mà cái FPS và độ ổn định của nó hoàn toàn thua cái chiếc Find X6 Pro này. Và đặc biệt là con này chơi hiệu năng rất cao như vậy nhưng nhiệt độ chỉ khoảng 41 độ, nó mát hơn một cách đáng kể so với những con đối thủ là 8 Gen 2 khác mà chạy bùng hiệu năng cao nhất. Và pin của nó cũng rất tốt. Đây đều là hai chiếc điện thoại flagship pin tốt nên mình đánh giá là phần này là gần như tương đồng. Nhưng Oppo lại còn có sạc nhanh 10 phút 45% và 30 phút các bạn sẽ sạc đầy pin. Nên mà cả pin, hiệu năng đều là những cái mà mình sẽ chọn của chiếc Oppo Find X6 Pro là hơn so với S23 Ultra. Nhưng mà nếu bạn nào không chơi game nặng thì cái việc đó nó không ý nghĩa gì, chứ nghĩa bạn dùng con nào thì nó cũng sẽ như nhau. Hai chiếc điện thoại này mình sử dụng hàng ngày đều cảm thấy rất là mượt. Oppo lại còn là sử dụng ColorOS thì thôi, đây là một trong giao diện phổ biến quá là mượt hiện tại của Android thị trường. Bạn nào vẫn còn chê là do các bạn chưa thử những cái con flagship hay kể cả những cái con Reno dòng cao của Oppo thì họ tối ưu cực kỳ tốt. Còn của Samsung thì nó vẫn đặc trưng với cổ One UI, với nhiều tính năng, nhiều cái công cụ, hai con đều sử dụng là khác nhau và hỗ trợ vòng đời như anh em sẽ nhìn thấy ở trên màn hình. Thì hai hãng cũng đã công bố cái vòng đời nâng cấp Android rất là lâu dài rồi, nên các bạn không có gì phải phân vân. Mà một khi đã mua Samsung thì cũng có những cái mà Oppo không có được, như các bạn sử dụng được cái bút S Pen. Hôm trước đã có một cái khảo sát, nhiều anh em còn kêu sao không bán một phiên bản mà không có bút đi. Không bao giờ Samsung làm như vậy, bởi điều đó nó sẽ làm cho cái trải nghiệm người dùng sẽ không đồng đều. Nhưng mà bút S Pen dù nhiều hay ít, có lúc dùng lúc không, nhưng nó vẫn là một công cụ hay, hữu ích đối với nhiều người. Nên phần này không cần phải nói kỹ làm gì cả. Cái màn hình hiển thị của hai con này thì mình thích cái chiếc S23 Ultra hơn. Thật ra về chất lượng thì hai con đồng đều thôi. Nó cho chúng ta cái độ sáng rất cao, Oppo thậm chí còn cao hơn cả Samsung để nhìn ngoài trời một cách dễ dàng. Nhưng mà đấy là con số lý thuyết, nó không có sáng mãi như vậy đâu. Nên cả hai con mình nhìn ngoài sáng đều rất tốt. Và chúng ta có khả năng khi mà xem video HDR trên YouTube, Oppo một số cái thể hiện còn tốt hơn so với S23 Ultra. Khi mà cái hình ảnh của những con động vật này, màu sắc độ tương phản của nó rất tốt, ấn tượng hơn so với S23 Ultra. Thế nhưng mà khi mà xem Netflix, con này là không có HDR, nó vẫn xem được Full HD. Còn Samsung sẽ có đầy đủ tiêu chuẩn rõ ràng, vì con này là bán nội địa Trung Quốc mà, nên mà nó đâu có đánh ra các cái ứng dụng ở thị trường quốc tế để có đầy đủ những cái này đâu. Cái mình không thích ở đây là Oppo làm màn hình cong nhiều hơn so với Samsung, còn bo góc bên dưới. Nói chung là mình không thích kiểu màn hình thế này, khi mà đặt cạnh S23 Ultra cong ít hơn và màn hình làm vuông vức, không cảm giác bị kiểu bo cấn cấn. Cái phần này tự nhiên ăn lẹ nó một tí trong hình ảnh, cứ bị khó chịu hơn so với S23 Ultra. Chúng ta đặt cạnh nhau, loa ngoài của hai máy đều tốt, to, rõ ràng, nghe hay. Way too good to keep you from getting me.
Và chúng ta sẽ có khay cắm sim bên dưới hỗ trợ hai sim. Và người sẽ có kháng nước IP68, một con thì giả da, một con thì làm mặt lưng kính, nhắm mờ, không bám mồ hôi và dấu vân tay. Và tất nhiên là nếu đã mua S23 chính hãng tại OneWay, nhưng mình đã bảo các bạn nhìn cái giá này đi. Đây là mức giá cực kỳ tốt cho một chiếc flagship Pro. Nhưng mà Find 6 Pro này gần như là chỉ dành cho những người mà rất đam mê và yêu thích công nghệ giống như mình, hoặc một người đã quen dùng Oppo và muốn sử dụng flagship xịn của họ. Họ sẽ mua về những cái tính năng nó đem lại, như từ cảm biến 1 inch, chụp thiếu sáng tốt, xóa phông mềm mại và nhiều tấm hình, thậm chí cả quay video ăn đứt được cái hai bàn tay. Nhưng mà về tổng thể thì nó vẫn thua thiệt so với chiếc flagship như này một vài điều. Thì các bạn nghĩ sao? Nó hơn nhiều như vậy thì nó có đáng mua hơn so với S23 Ultra không? Còn nếu các bạn có tiền thì mua cả hai cái dùng cho nó đã cái nư. Hẹn lại bạn ở các video là sau. Đã xong video chưa mình? Ok, để ra check tiếp luôn video này các bạn. Bài tiếp theo, so sánh Find 6 Pro với Mi 13 Pro để xem cuộc chiến cảm biến 1 inch thì nó sẽ như thế nào. Hey,